Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Trong một cái dự định gần đây á, thì Lâm định á, là tách hai cái kênh của mình ra, là một cái kênh là review để chuyên làm những cái trên tay giống như là khui hộp và cũng giống như cảm nhận nhanh nhưng mà nước hoa mà bên Lâm đang kinh doanh. Còn một cái dự định thứ hai của Lâm á, là tách kênh Cuộc Sống Miền Tây để cho vợ của Lâm quay về những cái vlog về cuộc sống miền Tây, giống như là những cái nơi nào mà hai chồng đi ăn hay đi uống ngoài chỗ ngon, hoặc cà phê là đẹp, hoặc là những cái nơi nào mà hai đứa đi ngang á, thì sẽ quay cho các bạn xem. Tuy nhiên là nó rất là gắt gói khi mà cái điều kiện của YouTube đưa ra hiện tại là 4.000 giờ xem và 1.000 lượt subscribe thì rất khó khăn. Cho nên là Lâm quyết định vẫn không thay đổi gì cả, Lâm vẫn để một cái kênh y cũ như vậy. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu với các bạn một món quà mà tại sao Lâm phải trên tay ngay lúc này. Bởi vì Lâm rất là nôn nóng để chia sẻ cho các bạn. Đó chính là một mẫu nước hoa Tommy. Gần như là Lâm xem qua tất cả các kênh thì gần như là các bạn chưa có ai mà làm cái về cái Tommy này. Thì cái Tommy này thì nó rất là nhiều dòng rồi. Hôm nay nó ra dòng mà Tommy Girl, Tommy Boy, Tommy Endless, Tommy Endless for Men, hoặc là Tommy Hyper Girl, dân dân và dân dân. Rất là nhiều mẫu Tommy. Và vì sao nó như vậy? Với cái mẫu nước hoa này được sản xuất tại Mỹ và được giới trẻ Mỹ rất là tin chuộng trong những cái năm mà 1995, 1996. Đây là cái chai full box của nó nha các bạn. Đây là chai full box của nó. Nó full siêu như vậy. Thì các bạn nhìn qua thì các bạn cũng thấy là cái sự năng động và tự tin ở trên cái vỏ hộp của nó rồi. Nó rất là thể thao và cá tính dành cho những cái chàng trai mặc quần jean thích cái hiệu mà Tommy Hilfiger nè. Thì rất là ưa chuộng. Được sản xuất tại Mỹ nha các bạn. Made in USA 100ml. Và đây là phiên bản Elder Toilet. Lâm sẽ nhanh chóng mở hộp bạn xem. Thì sau khi chúng ta mở hộp ra, thì bên trong cái hộp nó như thế này nha. Và đây là cái chai của nó. Cái cảm nhận của cái chai thì cái thiết kế khá là vuông vắn và đơn giản, mà nhìn nó cũng rất là không có gì cầu kỳ hết. Cái nước bên trong rất là trong suốt, giống như là một cái lọ nước thủy tinh vậy thôi, chứ nó không có màu mè gì hết. Hai bên thì có những cái hàng chữ Tommy Hilfiger được in nổi lên hai bên luôn nha các bạn. Hai bên được in nổi và ở dưới đây là thông tin của cái chai. Đây là ở trên nắp của nó được mạ inox, cầm rất là nhẹ nhàng, rất là phóng khoáng, một cái nước mùi nước hoa khá là cá tính dành cho các bạn nam, mà điển hình giống như là những cái chàng trai tuổi teen ở Mỹ thì hay sử dụng. Và những cái bạn nào mà yêu thích nhạc pop của Mỹ thì sẽ không thể nào mà bỏ qua cái dòng nước hoa này. Một mùi hương gọi là mùi Việt Kiều mà các bạn hay truyền tay nhau ấy các bạn. Thì mẫu nước hoa này bên Lâm hiện tại với cái giá sale rất là tốt. Các bạn hãy liên hệ qua hotline 0939010422 mà Lâm để bên dưới để mà liên hệ mua hàng, hoặc là ship hàng tận nơi, hoặc là tư vấn gì đó. Thì hôm nay Lâm cũng sẽ giới thiệu nhanh sơ qua cho các bạn xem những cái mẫu nước hoa mà hôm nay Lâm giao cho khách hàng lẻ của Lâm nha. Rồi. Thì đây là Very Sexy. Cái mẫu này bán tới nỗi mà làm biến giới thiệu luôn nha các bạn. Và trong một cái gần đây thì Lâm có giới thiệu One Million phiên bản Fry và phiên bản đen. Lâm rất là thích cái bản này trong tất cả các bản One Million nha. Còn đây là phiên bản huyền thoại, phiên bản One Million vàng. Mà cái phiên bản này thì bán rất nhiều rồi mà Lâm chưa thích hung. Lâm thích cái này hơn. Mặc dù là hai này nó là cùng hãng với nhau, và nhưng mà cái hiệu Fry, cái dòng Fry về này nè, nó manly hơn. Còn cái dòng này thì nó hơi có vẻ là nó hơi yếu hơn tí. Rồi sẵn hôm nay Lâm cũng bán qua Acme Coach. Acne Scott đây là của nữ nha các bạn. Phiên bản là Elder Perfume 75ml được sản xuất tại Pháp. Đây là dòng của Acne, Giorgio Acne. Còn Lancôme Midnight thì Lâm sẽ bán rất là ít. Một ngày Lâm chỉ bán khoảng 2 đến 3 chai thôi. Các bạn hãy, các bạn nữ fan của Lancôme vào điểm danh nha. 75ml được sản xuất tại Pháp. Trong tất cả các dòng Lancôme thì Lanoute, La Vie và Lancôme Midnight là ba dòng nước hoa mà cho nó là Lâm cảm thấy là nó hiện đại và nó thơm dài nhất trong tất cả các dòng của Lancôme nha. Và đây là Lacoste màu đen, đây là Lacoste Noir, Lacoste màu đen nha các bạn. Mẫu cuối cùng đó chính là Polo Black. Polo Black này là cái mùi cũng rất là hay. Một mùi này các bạn nào mà thích cái mùi trầm mà nó rất là cổ điển á, thì đây là một cái mẫu không thể bỏ qua nha. Cái mùi này rất là êm, mùi nó rất là smooth, rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, và hôm sau Lâm sẽ tiếp tục review kỹ hơn. Lý do hôm nay là Lâm ngồi ở quán cà phê nhạc và những cái người khách xung quanh nó có những cái âm thanh rất là âm sầm, cho nên Lâm không thể nói nhiều được hơn được. Rồi cảm ơn các bạn, hãy liên hệ với hotline của Lâm để mà giới thiệu nhiều hơn. Rồi cảm ơn các bạn.